Đây là một trong những video mà mình dạy toán học lớp 10. Đây là video mình dạy cho em ạ. Các bạn nếu mà tò mò hoặc là cũng cùng vui với em bán mình thì chú ý xem tích lũy được những kiến thức nào cần thiết cho mình. Ta có ví dụ như ta gọi D là một đường thẳng, AX là y là bằng hai trừ ba, ta có thể coi d phẩy, d phẩy là do tình tiến của d không, và nó lên trên hay xuống dưới bao nhiêu đơn vị, nó sang phải sang trái bao nhiêu đơn vị. Đấy, thì ta lưu ý một điều ở đây là nó có hai x này, đây có hai x và hai trừ ba. Nó dạng AX, một đường thẳng D là có dạng AX, đường thẳng D phẩy có dạng là AX cộng cho C, trong đó C là bằng trừ 3. Nó lên trên nó xuống dưới bao nhiêu nó vậy? Ta giải như sau, ta vẽ được toàn bộ khối đi ra chưa? Ta viết đường thẳng là D là bằng 2X. Đây này, nếu mà X bằng 0 thì Y bằng 0, nếu mà X bằng 1 thì Y bằng 1. Do vậy, nó là một đường thẳng đi qua bức tọa độ. Ở đây phải đây nó giao với OX tại giá trị 1,5, giao với OY tại giá trị 3,3 trừ 3. Muốn nhận biết X khi mà nó giao với OY đấy thì X có giá trị là ta cho Y là 0 và ta sẽ tìm ra là được là X bằng 1,5. Còn khi giao với OY ấy thì ta sẽ cho Y bằng bằng là bằng giá trị là nó không xác định. Còn x lên giá trị bằng 0, ta thay vào x bằng 0, y sẽ bằng 2 nhân 0 trừ 3, như vậy y nó bằng trừ 3. Đây bây giờ ta đặt fx là bằng 2x, ta suy ra được 2x trừ 3 bằng x trừ 3. Như vậy d phẩy là do d thẳng tiến xuống dưới 3 đơn vị, nó có dấu trừ mà, trừ là xuống dưới, trừ là âm xuống dưới. Rồi đây, đấy, nó thẳng tiến xuống dưới đây, nó sang phải sang trái bao nhiêu đơn vị, muốn biết nó sang phải sang trái bao nhiêu đơn vị ta tiếp tục đặt fx bằng 2x. Đấy, ta viết 2x là đặt fx là bằng 2x, ta viết cái biểu thức 2x trừ 3 ấy, ta biểu đổi nó ra thành là 2 nhân cho x trừ 1,5 sẽ bằng fx 1,5. Suy ra d phẩy là thẳng tiến, d là thẳng tiến sang phải 1,5 đơn vị, d phẩy là thẳng tiến của d sang phải 1,5 đơn vị. Thay vào trên tọa độ này, thay cái giá trị y trừ 1,5 vào. Người ta nhìn đồ thị ra thấy này, nhìn đồ thị ra thấy này. Ở đây thì x, nhưng mà ở đây là x trừ 1,5. Như vậy d phẩy nó thẳng tiến sang d sang phải là 1,5 đơn vị. Tiếp theo, cho cái đồ thị hàm số y bằng 2 trừ 2x, ta vẽ trục tọa độ OY đi ra, ta vẽ đường thẳng ra. Đường thẳng nó bao gồm là nếu mà ở chiều âm này, thì âm trừ 2 chia cho âm giá trị âm là nó thì nó sẽ ra một giá trị dương, và cái đường thẳng của nó là một cong ba đồng đấy. Và nếu mà nó dương ít giá trị dương thì nó lại lại cái giá trị dương đây đây là y nó sẽ mang giá trị âm đúng không, giá trị âm chia cho giá trị dương xuống là giá trị dương. Do vậy hai cái này, hai cái đồ thị này, ta giả sử là đường đây là đường đường A, đường này đường B, hai đường A và B đó nó đối xứng nhau, và nó đối xứng nhau qua góc tọa độ O đây, bạn trong trường nó đối xứng nhau qua góc tọa độ O. Đấy, thì ta tính tiến H lên một đơn vị, ta cũng được đồ thị hàm số nào?
khi ta tỉnh tiếng hát lên một đơn vị thì ta sẽ được hàm số như sau. Tỉnh tiếng hát một đơn vị đây, tỉnh tiếng lên là một giá trị nó chẳng hạn, giá trị là một chẳng hạn, phần thẳng này nó sẽ như thế này. Đấy, khi ta cộng một nghĩa là y tăng một đơn vị, và cái giá trị ít nó cũng tiếp và y nó cũng sẽ tăng lên một đơn vị. Vâng, rồi tỉnh tiếng hát sang trái ba đơn vị ta được biểu thị hàm số nào? Tỉnh tiếng hát lên ba đơn vị đây, khi mà tỉnh tiếng hát lên ba đơn vị ta cộng vào, ta viết cái phương trình này cộng vào một, ta cộng vào ba. Còn cái phương trình này thì nó cũng tiếp tục cộng vào ba và y nó thay đổi, nhưng mà giá trị của nó thì nó cũng sẽ thay đổi theo. Ta tỉnh tiếng hát lên một đơn vị sau đó đủ thì nhận được sang trái ba đơn vị, ta được đủ thì hàm số nào? Tỉnh tiếng hát lên một đơn vị đây, đây là cái hình vẽ hát của nó, số nó. Khi ta tỉnh tiếng lên một đơn vị thì ta sẽ nhận được đủ thì hàm số như sau. Đấy, các bạn phương trình là lúc đó phương trình y sẽ bằng h, bạn sẽ ghi là y lúc bây giờ là h, giá trị h sẽ bằng trừ 2 trên cho chia đi cộng với 1, nhưng mà vì ta tận tiếng đồ thị sang trái ba đơn vị cho nên ta tiếp tục cộng vào ba nữa thì đồ thị hàm số nó sẽ kéo dài như sau. Đấy, thì chuyển lên trên. Cái này các bạn tự vẽ ra, tự vẽ ra, tự tương dụng, cái này tự tương dụng đây này, ban đầu là ở đây, khi các bạn dịch chuyển lên một đơn vị là được một sang nhau cây này, và khi các bạn dịch chuyển sang trái ba đơn vị, dịch chuyển ít này, là ba đơn vị, đấy, đây là điều 1,5 đúng không, dịch chuyển ra là 0,5, rồi là âm 1,5, rồi âm trừ 1,5, đấy, cái này nó cũng tương tự, y nó sẽ biến đổi theo, nó sẽ tiếp tục điều chuyển của mình. Ít hơn là điều chuyển sang 3 đơn vị này. Đấy, ta điều chuyển ít. Điều chuyển sang trái là ta điều chuyển sang tọa độ ít. Khi các bạn hiểu là điều chuyển sang trái 3 đơn vị thì ta sẽ điều chuyển theo chiều ít, cho nên giá trị ít sẽ biến đổi, còn giá trị y nó sẽ không đổi. Đấy, tương tự như bài ban nãy này, bài ban nãy kêu các bạn dịch chuyển sang hát sang trái ba đơn vị thì ít nó sang tay rồi, còn y nó không hề thay đổi. Điều mà ta ghi nhớ là như sau: hạ số f biết có đồ thị h, p quy là cái số thực dương khi tập tiếng hát lên trên quy đơn vị thì ta được sử dụng hàm số là f biết cộng quy. Khi mà ta dịch chuyển xuống dưới một xuống dưới quy đơn vị thì ta sẽ được là em biết trừ quy. Dịch chuyển sang trái là b đơn vị ta sẽ được là em biết cộng b. Dịch chuyển sang phải b đơn vị ta sẽ được là em biết trừ b. Quay lại với cái bài này, đây, hàm số bậc 2 là hàm số được cho một thực trạng này, trong đó ABC là hàm số và khác không. Nếu trường hợp A bằng 0 thì nghĩa là trường hợp A bằng 0 nó sẽ biến thành phương trình bậc nhất, do vậy A phải khác không. Đồ thị hàm số bậc 2, thì ta nhắc lại cái kiến thức của hàm số a, hàm số mà parabol ax bình phương, điểm gốc của nó chính là điểm O 0,0,
là đấng của Paragon ấy ở phương, trong nó điểm thấp nhất của đồ thể sẽ là, nếu mà A lớn không thì O nó đóng vai trò là điểm thấp nhất của đồ thể đấy, còn nếu mà A bé không thì nó là điểm cao nhất của đồ thể Paragon này. Đây Paragon này, trong trường hợp này, nó là điểm thấp nhất của đồ thể, trong trường hợp này nó là điểm cao nhất của đồ thể. Nên nhớ là AX bình phương nhá, hôm nay là AX bình phương cộng B, ta dựa vào cái hàm số AX bình phương này, ta có thể suy ra hàm số AX bình phương cộng B cộng C. Đây, bây giờ ta quay lại này. Đồ thị AX bình phương là một paragon. Paragon như thế nào? A lớn không? Điểm thấp nhất của đồ thị là điểm O, cũng chính là góc tọa độ 0, 0. Còn A bé không? Điểm nó là điểm lớn nhất của đồ thị, điểm cao nhất của đồ thị. Đấy, với A bé không. Và nó là một đường cong mà có hai mặt đối xứng với nhau. Nó sẽ lấy OY làm trục đối xứng, đây cao này đây, nó sẽ lấy OY nửa bên trái này và nửa bên phải này, nó luôn lấy trục OY làm trục đối xứng đấy, và A nó phải khác không nhá, đấy nó tiếp xúc bề lòi của đảo đấy. Khi mà một parabol, chúng ta ở phía dưới lớp dưới chúng ta đã học rồi toàn bộ kiến thức ở lớp dưới lớp 8, lớp 9 và bảng biến thiên của cái hàm số mà y bằng x bình phương này đấy, thì nếu mà nó a lớn không á thì nó sẽ từ vô vô cùng, đây từ góc vô cùng nữa chạy đến đến vô vô cùng, và điều không này nó ở phía dưới, hay nó khác đồ thị nó sẽ chạy theo chính xác như thế này đấy, bạn biết thêm khi 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 ta vẽ bạn biết sẽ như thế này đấy, lên một nét chéo xuống lên trên đấy. Còn trong trường hợp mà nó bé không thì nó sẽ có dạng là từ âm vô cùng tiến đến không, rồi từ không tiến đến vô đến vô cùng đấy. Cái bảng đồ thị hàm số thì các bạn học ban nãy bài bài trước đã nói rồi nhé. Rồi tiếp theo chúng ta còn là biến đổi một cái công thức sao cho phù hợp. Ta biến đổi về nó giảm là thành tiếng sang con này là nó thành tiếng sang gì nào, sang trái đây, ta xuống dưới là một đơn vị đấy, ta thành tiếng sang bên phải B đơn vị, ta thành tiếng sang bên phải B đơn vị, và ta sẽ cộng thêm một giá trị quy nữa, tức là ta sẽ lên trên là quy đơn vị, ta biến đổi công thức của nó. Ta trường B thì ta chia cho A nhân cho giá trị của nó, rồi ta biến đổi nó về dạng này. Trong đó cái giá trị mà ta tách A ra riêng bên ngoài ra đấy, tách A thì bên trong A nhân cho A mất còn B ứng với công thức này, ứng với cái phương trình tổng quát bên này đấy, A nhân cho C trên A sẽ bằng C, rồi công thức E tiếp tục biến đổi thành dạng là
đi bình thường nhập khẩu, cộng cho cái giá trị này chính là giá trị quy, và cái giá trị này chính là giá trị b. Nhưng mà đây là b, b là bằng b bình thường chia cho 4a bình thường, nhưng chúng ta dịch chuyển fx sang phía bên tay phải và dịch chuyển nó lên trên quy đơn vị, cho nên b sẽ bằng là trừ b trên cho 2a trên cho 4a bình thường. Ở đây là trừ b đó ạ. Ở đây lại là cộng cộng b. Ở đây này cộng b này, chính cái giá trị là trừ b. Trừ b nó bằng cái giá trị này, thì b nó sẽ bằng b trừ b bình thường trên cho 4a bình thường, và q, giá trị q sẽ bằng c trừ cho b bình thường trên 4a. Ta tiếp tục biến đổi. Lần này ta biến đổi cách là tiếp tục tắt nó ra, tắt nó ra. Tắt mà ta nhận thấy đây chính là cái biểu thức của nhà hàng thức, trong đó x là giá trị thứ nhất a, đáp đóng vai trò là a. Ví dụ như công thức này, quay trở lại công thức, công thức là a bình phương cộng b bình phương, công thức là a công thức là a bình phương cộng 2ab cộng cho b bình phương, thì ta đặt cái hàng công thức ra, sau khi đó nó sẽ trừ một cái đoạn này, sao cho hai cái biểu thức này giống nhau. Đây, mình nhớ bên trong đây là một hàng công thức nhé, nhớ bên trong này từ đây đến đây là hàng công thức, ta chuyển xuống dưới và cái giá trị chênh lệch nó sẽ được cộng một cái giá trị quy này nữa. Đấy, ta muốn biến đổi nó về dạng này. Đấy, cộng sẽ bằng trừ trừ, hay nói cách khác đặt b sẽ bằng trừ 2a trừ b trên 2a, và q sẽ bằng trừ delta trên 4 q 4a. Tiếp tục, vẽ đồ thị hàm số ax bình phương cộng với cộng c, trong đó a không, ta gọi b là ba parabol y bằng ax bình phương. Ta vẽ ra vì nó đầu phương cho nên là điểm thấp nhất của đồ thị cũng chính là đỉnh parabol. Hai parabol này đối xứng nhau qua trục y. Ta tìm kiếm b sang phải, b đơn vị. Đấy, b lớn không, chúng ta sẽ được hàm số này. Đây là thành tiếng này, cái chiều thành tiếng thôi. Đấy, mình nói nhá, sang phải là dạng là sang phải là dạng là a nhân cho x trừ b, x trừ b nhé, ta cả bình phương, x trừ b, cái con này là nó rồi. Trình chứng b lên trên quy đơn vị thì ta sẽ tiếp tục là cái công thức mà cần tính. Đấy, ta tiếp tục này. Đấy, đây là ta tìm tiêu, tìm tiêu sang phải, tìm tiêu sang phải, quy đơn vị, b đơn vị. Sau đó ta lại tiếp tục tìm tiêu lên trên quy là quy đơn vị. Đấy, tìm tiêu ra. Thì
thì cái Barabon ta thu được chính là Barabon màu xanh lá cây này. Tại sao không 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 còn B mà lại là trừ B? Cái này là tùy chúng ta quy ước, trong này muốn cộng B cũng được, cộng B thì chúng ta sẽ dịch chuyển B sang bên bên dịch chuyển cái này sang đây là B đơn vị. Tiếp sau đó là nếu như các bạn là trừ B chẳng hạn, trừ đây là đấy, như nãy mình nói đó, cộng nữa hả, thì các bạn sẽ dịch chuyển lên trên nữa, từ đây các bạn dịch chuyển lên trên, đây đây chuyển lên trên là quy quy đơn vị, và đồ đô thị nó sẽ có dạng này, nó kéo xuống đây cao bằng đấy đấy. Bây giờ chúng ta làm bài tập nhỏ, tọa độ đến của cái này là bằng khoảng bao nhiêu? Tọa độ đến của cái này chúng ta không tính được thì chúng ta sẽ chiếu nó lên. B1 là cái nào? B1 là cái này. Cái này. Tọa độ đến của nó. Ta thấy là tọa độ đến nó nhau với x thì ta cho x nó sẽ bằng 0. Ta sẽ thế thế vào công thức như sau. Đây. Ta cho x bằng x bằng 0. Ta giả sử nhé, ban đầu là phải giả sử nhé. Giả sử cho một cái parabola B là y bằng a x bình phương, thì giả sử tôi cho y bằng 0, tôi thay vào như thế đây, tôi thay vào B thì ta sẽ thu được là y sẽ bằng không luôn. Đây như cái này này, x bằng không thì x bằng không thì y cũng là cũng bằng không luôn. Đấy. Còn cái đó là cái ba ba bốn từ không, ba bốn thường tí. Còn nếu mà ba bốn chúng ta cộng thêm một giá trị nữa, cộng thêm là giả sử nhé, B cộng C thì ta tiếp tục tính toán, ta cho y bằng 0, ta thay vào B, ta sẽ được cái giá trị là y y tại cái thời điểm x bằng 0 ấy, y tại thời điểm x bằng 0 ấy, nó sẽ bằng là 0 cộng 0 cộng cho C và nó bằng C, cái giá trị C đó. Tọa độ đến của B1 là B không. Tại sao là B không? Tại vì ta thay vào mà, thay cái giá trị x bằng B vào. Đây ta thấy y nó là không rồi. Nó ứng với cái trường hợp nào? Nó ứng với trường hợp ta tận tiến, tận tiến cái hàm số B0 này sang phía bên phải, nghĩa là tận tiến sang phía bên phải và ta dịch chuyển cái và ta tận tiến lên trên thì được cái hàm số B quy cộng với quy vị rồi, hay nói một cách khác cái hàm số B1 chính là
làm số này. 2 hàm số B1 như cái hình lẻ đó, chính là y sẽ bằng, tôi gọi cái này là fx đi, bằng fx đi, nó dễ tính. Hay nó sẽ bằng là thì chiếu lên phía bên như thế nào, x trừ cho b, còn b nó sẽ là như thế nào, b nó sẽ là f x trừ b cộng cho q. Đây nó vừa dịch chuyển sang phải, cái này chính là dịch chuyển sang phải này, và nó vừa lên trên một cái đơn vị q nào đó, thì nó sẽ được cái b này, cái bộ chỉ hàm số cái b này. Đấy, nó xem này, đấy, d sẽ mang cho y một sẽ mang giá trị là không, không y nó là không, x của cái giá trị y một thì là không, và cái giá trị của x y một sẽ bằng b. Hay chúng ta sẽ có là thay công thức b này, đấy b nó là giá trị này. Tại sao quay lại cái đó này xem nào, đấy nó chứng minh được đúng rồi. Đây. Đây. Chúng ta chứng minh được, chúng ta biến đổi tách a đưa a ra bên ngoài, thì bên trong nó sẽ dạng hàm thức, cho các bạn thay vào cho hàm thức, chúng ta sẽ trừ cho một dạng này. Khi mà chúng ta biến đổi đưa nó về dạng hàm thức thì thêm bớt gì đó để nó ra cái giá trị, ra cái giá trị là q này. Và bên trên nó là tiếp tục hàng hàng thức này, b bằng trừ 4 ac nữa này, đấy cho nên nó bằng trừ delta này, trừ delta trên 4 a. Ta nên nhớ đây là cộng đi nhá, cho nên là q nó bằng trừ lên cho 4 a. Trở lại và con này đấy, hay nói cách khác b nó là bằng trừ b trên cho 2 a không. Vậy trục đối xứng của B1 là chỗ nào? Trục đối xứng của B1 chúng ta tưởng tượng không, cái trục đối xứng này chia ra làm hai mảng này. Đây, trục này chính là trục đối xứng đấy, và trục đối xứng đấy, hay nói khác x nó sẽ bằng B đấy, nó không liệu bằng cái trục đối xứng thẳng đứng, thẳng đứng trừ b trên cho 2a. Để mà tính toán được cái trục đối xứng này thì người ta sẽ thay bằng không vào đấy. Tọa độ đỉnh của b đó chính là giá trị b, là bằng tọa độ đỉnh của b tức là b và q thay vào thì được công thức cần đến, y nó sẽ bằng x y nó sẽ bằng trừ b trên cho 2 a, y sẽ bằng trừ delta trên cho 4 a. Trục đối xứng của b, muốn biết trục đối xứng của b thì dễ rồi, chúng ta dễ dàng biết được là trục đối xứng của b 1 và b là nó giống nhau, cho nên là cũng tương tự. Chuyển sang phần biến thiên của hàm số bậc 2, ta xét những cái hàm số biến thiên y bằng fx. Đây, xét hàm số này.
y bằng f x bằng x bình phương bằng x bình phương. Ta thấy trên khoảng là từ âm mô cùng đến không thì độ tỉ lý số sẽ phải đấy. Như vậy giá trị là sự biến số tăng khi giá trị hàm số giảm, nghĩa là trong khoảng từ âm vô cùng trong khoảng từ âm vô cùng rồi khi vào vô cùng rồi không có ai tôi tạm cho đây không có thứ âm vô cùng cho đến giá trị là không thì ta sẽ thấy là đồ thị đi xuống từ trái sang phải. Đây trong khoảng từ âm vô cùng cho đến giá trị là không à, giá trị không thì đồ thị hàm số nó sẽ giảm. Đồ thị hàm số nó sẽ giảm. Và nó nói nó nghịch biến. Đây nó giảm như thế. Ta nói rằng là nó nghịch biến trong cái khoảng này. Đấy, nó nghịch biến trong khoảng này. Ngược lại từ 0 cho đến dương vô cùng. Dương vô cùng. Đến dương vô cùng thì nó tiếp tục tăng. Khi đi thi các bạn chỉ cần nhớ được công thức, nhớ được cái bảng của nó đấy, là các bạn có thể làm một bài tập được. Đấy, hay nói một cách khác, trong cái khoảng này nó là hàm số tăng lên, nó đi lên. Đấy, trong khoảng từ không cho đến dương vô cùng đây thì nó sẽ đồ thị nó đi lên từ trái sang phải. Cho nên trong khoảng này thì giá trị của biến số nó là tăng và giá trị hàm số nó cũng tăng. Hay nói khác, hàm số y bằng fx này. Đấy, nó đồng biến trong cái khoảng này. Khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Cũng tương tự với cái này. Chúng ta lập được cơ bản như sau. Đấy, chúng ta vẽ ra. Nó đỉnh của nó chính là đỉnh của cái ba đo này,
là từ b trên cho 2a, còn đỉnh tức là giá trị ít nhất, còn giá giá trị b, còn cái giá trị quy của nó chính là bằng trừ trừ delta trên cho 4a. Bạn bên kia ta vừa có đồ thị này, mấy người giỏi họ biết cách họ vẽ xong đồ thị rồi họ nhìn sang bạn bên kia sạch sẽ lên liền đấy. Đấy, đấy quá đẹp. Còn việc mà chiều sau sẽ có cái chuyện cắt một nửa bớt đây, cắt một nửa bớt đây, nó vừa mình điều kiện giá trị, cái đó mình tính sau. Tức là cái phần này này, thay vì từ âm vô cùng đến dương vô cùng thì nó chỉ chạy ở một khoảng, nó chỉ chạy ở một khoảng nhỏ, nó ở đây chẳng hạn. Đấy, ở đây chẳng hạn, nó cắt xuống, nó cắt cái đồ thị này, nó cắt cái đồ thị này. Cái đó thì tuần sau sẽ nói đến, sẽ đề cập đến. Nhưng bây giờ thì hôm nay thì những khái niệm cơ bản thôi. Đấy, trong khoảng từ âm vô cùng đến trừ b trên cho 2a thì hàm số mũ bên phương này, hàm số bậc 2 này nó sẽ giảm. Đây này, nó chạy này, từ âm vô cùng này nó giảm cho tới đỉnh này, cho tới đỉnh của nó này. Đỉnh ít ít của nó là bằng trừ b trên 2a, tọa độ đỉnh của nó này, tọa độ ít đỉnh của nó này. Là trừ b trên 2a, y đỉnh của nó là trừ delta trên cho 4a, thì chúng ta vẽ nó này, chạy đây xuống dưới, lên tiếp, lên trên, đấy, đấy. Các bạn phải để ý khi mà chúng ta lập bảng riêng, chúng ta phải ghi giá trị của nó, không ghi để mất điều, nó lại làm cho lỗi. Đây, đấy. Chúng ta tiếp tục suy vận nghề lên công thức. À, cái này chúng ta phải lưu ý một điều nữa, mình bài quên chưa nhá. Cái này tại sao là dương vô cùng? Bởi vì khi mà ít âm ấy, âm bao nhiêu cũng được, nhưng mà thay vào cái giá trị này, nó bình thường mà. Nó bình thường cho nên cái này luôn dương, do vậy nó chạy từ dương vô cùng đến dương vô cùng và được minh họa trong đồ đồ thị này, giá trị như này nó luôn dương vô mà nó dương, giá trị này dương nữa, chiếu thẳng vào đây này, chiếu thẳng vào đây này, chiếu từ đây chiếu sang đây dương, từ đây chiếu sang đây dương luôn, đây chiếu đây dương luôn, đấy nó dương không dương, chỉ nó khi nó chạy lên tới đây thôi, cái giá trị này nó tiếp tục nó tăng vọt. Đấy. Lập bảng biến thiên tương tự cho cái hàm số mà nó có a bé hơn không, a bé không sẽ bao giờ này. Đây là một ứng dụng của ba parabol, cộng ba parabol cộng này rất đẹp mà nó phải được tính toán sao cho là nó phù hợp, chiều được lực. Nói chung là cái bài Baron hàm số này được ứng dụng rất nhiều trong đời sống, trong kiến trúc công trình, trong việc xây dựng cầu, xây dựng cái cầu sao cho nó vòng cong, cái vòm mái nhà. Đây là những ứng dụng nó. Tóm lại ta còn phải hiểu là cái hàm số bậc 2 này, hàm số bậc 2 này cái về parabol thì đầu tiên là ta tính tọa độ đỉnh y sẽ bằng trừ b trên cho 2a, x y đấy, y sẽ bằng trừ delta trên cho 4a, lập bảng biến thiên, xác định phương trình xứng về lồi về lõm parabol, xác định số điểm thuộc parabol, xác định số điểm thuộc parabol với giao điểm của parabol với các trục tọa độ và điểm đối xứng của chúng qua trục đối xứng. Tiếp tục thì qua bài này chúng ta rút được ra một cái điểm gì, ta rút được
ra được một điều ấy là đây để vẽ được parabol. Parabol thì mê đi thì ta còn biết là tọa độ đỉnh. Tọa độ đỉnh của nó ta đặt là y chẳng hạn, thì cái y nó sẽ bằng là trừ b trên cho 2a và y nó sẽ bằng y nó sẽ bằng trừ delta trừ delta rồi đây trừ delta trên cho 4 a. Đấy, bước 1 là tao xác định tọa độ đỉnh rồi đã. Đấy. Bước 2 ta sẽ tiếp tục vẽ trục đối xứng. Ý sẽ bằng trừ b trên cho 2a. Tiếp sau đó là chúng ta xác định tọa độ parabol đối điểm tuần hoàn của nó. Về với trục tung trục hoàn nếu có. Việc chúng ta xác định thêm một số điểm của đồ thị, chẳng hạn như điểm đối xứng với điểm OC và trục đối xứng parabol để về chính xác hơn. Đấy, việc chúng ta xác định cái tọa độ giao điểm này với trục tung điểm 0C và trục hoàn. Tung tức là trục y, tung hoàn, hoàn là OX, tung là OY. Đấy. Nếu có rồi chúng ta vẽ parabol, bây giờ ta lập bảng biên thiên rồi vẽ parabol này, cần thiết chúng ta có thể lập bảng biên thiên. Rồi tiếp đến là vẽ parabol, mà mình để ý thì mình thấy các bạn vẽ ra nhiều bạn luôn, rất nhiều bạn học giỏi thì họ vẽ parabol trước cho họ mới lập bảng biên thiên. Trong khi lập bảng biên thiên và vẽ ra đáp án thì cũng chú ý là chú ý đánh dấu của thẻ số A. Đây, chú ý đánh dấu của thẻ số A. Đấy, chúng ta một bài cái công thức như này. Bây giờ có một cái bài tập. Bài tập nhỏ nhỏ thì như các bạn. Vẽ và khảo sát sự biến thiên của đồ thị hàm số này. X vuông trừ 4, x cộng 3. Ta xác định này, xác định quy và B và quy, xác định B và quy. Đấy. Hay nói khác là tọa độ đỉnh và xác định cái tọa độ đỉnh của nó. Trong đó là cái này là ít đỉnh, này là y đỉnh. Tọa độ đỉnh chúng ta tính ra là 2 trừ 1. Trục đối xứng là ít bằng 2, bởi vì trục đối xứng của nó chính là trừ b đến 2a. Đây. Bằng này nó là trục đối xứng là trừ b đến 2a đấy. Đấy. Nó làm tương tự từng bước một, không nên bỏ bước. Nó nhà bước bước. Hai lớp không được carbon quay lên bởi trên. Cái này, cái bình phương là nó là một trục đối xứng đấy.
chứ còn vé bán riêng tọa độ đến một số điểm thuộc đô thị. Cố gắng là xác định cái tọa độ đến này là chúng ta thay x bằng không vào, chúng ta thay x bằng, ví dụ ta đặt x bằng hai, thay x bằng hai vào, thay tính được y đấy, thay tiếp vào x bằng không thì nó sẽ bằng ba, bốn thì nó sẽ bằng ba. Mục đích chúng ta còn phải thử một số tọa độ điểm thuộc đồ thị bởi vì để chúng ta vẽ chính xác hơn. Chúng ta đã biết được là chiều của nó là nó quay theo chiều này rồi, vì đoạn nó hướng lên trên rồi, nhưng mà chúng ta chưa biết chính xác những cái điểm thuộc đồ thị, chúng ta sẽ vẽ không chính xác được. Do vậy mục đích mà chúng ta làm cái một số tọa độ điểm thuộc đồ thị này là để cho nó vẽ chính xác hơn. Nên chúng ta vẽ trục tọa độ cuối là trục hoàn rồi gạt tung, cho vẽ vào để một số tọa độ điểm này thì đấy là ba bốn, ba bốn đây, nếu biết bằng ba à, nếu biết bằng bốn thì y bằng ba, tiếp đến là đấy, chúng ta vẽ là xong. Kết thúc cái loạt bài.